cái đơn vị thi công lắp đặt nói chung là cũng rất là đúng ý định của chủ nhà, và thứ hai là cái chất lượng sản phẩm cũng rất là tôi rất hài lòng. Dạ vâng. Xin chào quý vị và khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Nerdtrap Pro. Cho phép tôi cởi cái khẩu trang này ra. Cũng khá lâu rồi trên kênh YouTube của Nerdtrap Pro mới có một mẫu tủ bếp gỗ tự nhiên nhỉ. Dạo này chúng tôi toàn là gỗ công nghiệp thôi. Cũng đơn giản thôi bởi vì là khách hàng dạo này đang rất là ưa chuộng, đang chuyển sang sử dụng dần, là gần như là ai cũng muốn có cho mình một chiếc tủ bếp gỗ công nghiệp cả. Thế nhưng hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút, chúng ta sẽ cùng quay lại với các mẫu tủ bếp gỗ tự nhiên để xem là Nerdtrap Pro có còn làm gỗ tự nhiên đẹp không. Đây là công trình của nhà chú Tiến ở Nam Dư, Lĩnh Nam, một vị khách hàng của Nerdtrap Pro. Và với phần lớn người dùng thì sẽ luôn luôn lo ngại rằng là gỗ tự nhiên thì sẽ rất là dễ bị mối mọt cong vênh, đúng không nào, ẩm mốc nữa. Nhưng ở mẫu tủ bếp này thì chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng về những chuyện đấy. Tại sao ạ? Câu trả lời sẽ có ở cuối video, cho nên là đừng bỏ lỡ bất cứ giây phút nào của video này. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào video luôn để xem mẫu tủ bếp ngày hôm nay có gì đặc biệt nhé. Có những đặc điểm ở gỗ tự nhiên mà kể cả là bề mặt giả gỗ của các chất liệu công nghiệp cũng không thể tái tạo được. Một trong số đó là những đường vân ở bề mặt. Rõ ràng là từ việc ngắm nhìn cho đến việc sờ vào bề mặt gỗ tự nhiên vẫn đem lại những cảm xúc hoàn toàn khác. Và có lẽ các đường vân của gỗ sồi Nga thực sự khác biệt. Với đặc điểm là màu gỗ sáng, tươi, những đường vân của chiếc tủ bếp nhà chú Tiến càng thêm đậm nét, ấn tượng và nổi bật hơn. Dù đây không phải là một chiếc tủ bếp với nhiều phụ kiện hiện đại đi kèm, nhưng chắc chắn nó không hề kém phần tiện dụng so với các tủ bếp mà Hapro đã thi công. Chúng ta vẫn có rất nhiều khoang tủ ở đây mà gia đình chú Tiến có thể thoải mái phân loại đồ đạc ở trong nhà bếp. Qua video, quý vị cũng có thể thấy rằng có rất nhiều cánh tủ được trang bị piston chống hơi của Bloom, cho các cánh tủ được mở theo hướng lật lên, có thể giữ được nguyên vị trí khi ta đang lấy đồ đạc. Phụ kiện nhập khẩu duy nhất trong mẫu tủ bếp ngày hôm nay đó chính là chiếc giá bát cố định 2 tầng của Carimax, với hai ngăn để bát đĩa riêng biệt, rất rộng rãi và chắc chắn. Tuy là chỉ có một chiếc giá này thôi nhưng tổng thể căn bếp của nhà chú Tiến vẫn rất là gọn gàng, đúng không nào? Có thể là lý do chú Tiến không cần quá nhiều những chiếc giá nằm ở những khoang tủ bếp dưới đây. Đây chính là mấu chốt cho độ bền của cả tủ bếp lẫn độ bền của những vật dụng bên trong tủ bếp. Vâng, đây là một mẫu tủ bếp gỗ sồi Nga với khung thùng tủ inox 304. Chính vì rất tin tưởng và yên tâm với chất lượng khung thùng mà chú Tiến có thể thoải mái để các vật dụng nhà bếp theo bất cứ cách nào mà chú muốn. Chú cũng có thể để một chiếc giá nhỏ ở đấy, hay thậm chí là không cần giá mà chỉ đơn giản là để vào đấy. Nhưng mà Hapro vẫn tính xa, vẫn đã thiết kế cho chú những khoang tủ với kích thước có tính toán để chú có thể lắp thêm các phụ kiện của Hapro trong tương lai nếu chú muốn. Đó là những gì mà nội thất Hapro đã hoàn thiện cho căn bếp của nhà chú Tiến. Căn tủ bếp này cũng đã xuất hiện trong một video trước đây của nội thất Hapro khi chúng tôi đang lắp đặt nó. Và tính đến bây giờ thì gia đình chú cũng đã sử dụng căn bếp này được 2 tháng rồi. Không biết là chú đã có những cảm nhận gì về sản phẩm và dịch vụ của Hapro nhỉ? Con chỉ hỏi chú một vài câu thôi. Thế là thứ nhất là về tổng quan về căn bếp này thì chú thấy hài lòng chưa? Nói chung sản phẩm từ lúc mà cái thi công và giao cho gia đình đến nay đã được 2 tháng rồi. Dạ. Nói chung là chú rất hài lòng với cái sản phẩm này. Nói chung là mọi thứ coi như là những cái đơn vị thi công và lắp đặt nói chung là cũng rất là đúng ý định của chủ nhà. Thứ hai là cái chất lượng sản phẩm cũng rất hài lòng. Dạ vâng. Thế còn về các anh đến thi công cho chú thì chú phải đợi một thời gian để có thể sản xuất được các cái cánh tủ như thế này, thì so với cái tiến độ của các anh là có đảm bảo không?
cái tiến độ thì chú thấy là tiến độ thấy là rất tốt, bởi vì có chậm trễ khoảng một ngày, nhưng vì lý do lúc bây giờ là bắt đầu có dịch Covid mà chú thông cảm, và cũng đã thống nhất rồi, chú cũng cho cũng đồng ý là để cho nó chậm một ngày. Và nói chung anh em thi công rất là nhiệt tình, làm gọn ghé sạch sẽ, nói chung là chú rất hài lòng. Thế tới giờ cháu chỉ có vài câu hỏi như thế thôi. Trước tới thời gian tới đây thì có cái căn bếp mới này rồi, thì cháu xin chúc chú và gia đình sẽ có những khoảng thời gian thật là ấm cúng ở trong căn bếp mới này. Vâng, cảm ơn chú. Vâng, chúc công ty coi như là bán phát ạ. Dạ vâng. Vậy có nhiều hợp đồng mới. Dạ vâng. Khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm của công ty. Dạ vâng, rất là cảm ơn ạ. Và đó là mẫu tủ bếp của ngày hôm nay, cũng như có thể thấy đấy, với khung thùng inox 304 thì nó đã được rất là bền bỉ rồi, có thể chống được mối mọt cong vênh, và khung thùng inox 304 thì đặc biệt là phù hợp cho tủ bếp rồi. Đây là một nội thất mà nó được để ở một vị trí khá là ẩm thấp trong căn nhà, cho nên là những vật dữ liệu của nó phải chống được ẩm khá tốt. Và nếu mà quý vị có chưa biết về độ chống oxy hóa, độ chống ẩm mốc của inox 304, hãy tham khảo một video của tôi. Tôi đã làm một video để nói về khả năng chống oxy hóa, chống ẩm mốc của các loại inox rồi, và trong đó thì inox 304 là loại tốt nhất, cho nên là hãy ghé thăm cái video đấy thử xem. Và rồi quý vị sẽ không chỉ muốn làm inox 304 cho tủ bếp gỗ tự nhiên đâu, mà cả tủ bếp gỗ công nghiệp cũng nên làm inox 304. Nếu quý vị có quan tâm và thích làm mẫu tủ bếp tương tự như thế này, hãy gọi điện cho chúng tôi tại hai số hotline 0967898688 hoặc 0917346883 để được tư vấn và đặt hàng. Nếu quý vị có quan tâm đến các mẫu tủ bếp gỗ công nghiệp hơn, hay là các mẫu tủ bếp gỗ tự nhiên khác như là gỗ óc chó, gỗ sồi Mỹ, gỗ xoăn đào, hãy lên hai trang web của chúng tôi nuithapro.com và tubếpthươngminh.com để tham khảo thêm các mẫu tủ bếp nhé. Và ngoài ra là nuithapro còn thi công cả những hạng mục như là phòng ngủ, phòng khách nữa. Hãy tham khảo ở trên trang web của chúng tôi và đặt cho nhà mình những bộ nội thất thật là đẹp. Và video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu quý vị thấy hay, hãy like video này, ấn subscribe cùng nút chuông nhân nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà nội thất Pro ra mắt trong tương lai. Và tôi sẽ gặp lại quý vị ở những công trình lần sau.